Challenger và đối thủ của họ ngày hôm nay Farmer. Một cú đá đưa bóng vào cột dọc. Tiếp tục là tình huống chèo bóng vào. Lần này thì bóng đã vào lưới. Bàn thắng dành cho Subin. Tốc độ chèo bóng cùn. Dứt điểm. Và đây là bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho Sang Junior. Johan Roy. 1-0 cho TC. Sút vào! Và chúng ta có quyền hy vọng vào những vụ nổ dứt điểm. Đây sẽ là cơ hội cho Disaster. Perisic dứt điểm. Đó là Dennis Bergkamp. Và Lắc, một chút hy vọng nhỏ nhau được thắp lên. Nó đến từ Neves. Nếu như đây là chiến thắng cho Aluzi. Varane Kenia. 2-0 cho Aluzi. Dứt điểm. Và đây là bàn thắng gỡ hòa cho Jürgen. Đẳng cấp vẫn được thể hiện. Gì đây? Cơ hội! Lewandowski! Phút thứ 88 của trận đấu và tỷ số là 3-2 dành cho AC. Như vậy đây sẽ là một tình huống đá penalty rất nghệ sĩ của các cầu thủ áo trắng và tỷ số đã được mở. Ở khu vực trung lộ Agri, Kiesa, tỷ số đã được quân bình 1-0. Bàn thắng được ghi ở phút thứ đấu thứ 86 rồi. Cơ hội và đây là Thierry Henry của Centro. Harry Kane, Rory, tỷ số là 1-0 dành cho SG. Và cốt này đúng là có bàn thắng rồi anh Huy ơi. Ruud Gullit, quá đơn giản và chiến thắng đã thuộc về Centro. Johan Cruyff, khoảng trống, đó là một đường chuyền và bây giờ thì mới là bàn thắng dành cho Sniper và đó là Ruud Gullit, tỷ số là 1-0 dành cho team TC. Câu lời của Dino S, Vasquelia. Bàn thắng đầu tiên của Dino S tại FVPL mùa hè. Tiếp tục là Kuzende và 2-1 cho Subin. Và tôi có thể đọc được khẩu hình miệng của anh ta, nói gì đi. Rất nhiều lợi thế, Ronaldinho giữ pha bóng quá ảo ba Canada. Đây rồi, cơ hội dành cho Benzema. Những pha dứt điểm ZD liên tục được xuất hiện. Đúng là meta 8.0 đang quay trở lại rồi. Rudiger, cơ hội Benzema. Pha phối hợp Roy, chân trái cho Phan Lộc. 3 bàn thắng liên tiếp được Phan Lộc ghi. Thì bên phía của The Challenger vẫn đang là động cơ G7. Họ tiếp tục có thêm một chiến thắng nữa. Gerd Müller, Ronaldo. Bàn thắng cuối cùng cũng đã tới với Mavis với một cú ZD quen thuộc ở trong ngày thi đấu hôm nay. Một ngày đấu mà ZD tiếp tục lên ngôi. Varane, Rijkaard, tỷ số là 1-0. Và tỷ số đã được gỡ hòa 1-0 dành cho Jürgen. Savic, cứ lao. Và tiếp tục là meta bóng cuối. Và Vermis, chiến thần bóng cuối tại giải đấu lần này. Vinicius có cơ hội. Kimmich, và đó là 1-0 dành cho Maestro. Kiesa cánh bên kia rất thoải với Chabumcuu. Đó là một sai lầm của Maestro và ngay lập tức đã bị Sandro trừng phạt. Tấn công ngay lập tức Chabumcuu. Bàn thắng kinh hợp dành cho bên phía của Navistar. Kevin De Bruyne 2-0 dành cho Thanh Tòng và đó là dấu chấm hết dành cho những nỗ lực của Mesut.
vẫn còn Cha Bung Kun và Pele. Đó là Djokovic ở trong tình huống bóng cuối. Son Heung-min chạm bóng và đó là bàn thắng cho Myanmar Star. Dứt điểm và một đều cho Programmer. Pele dứt điểm và đó là công thức giành chiến thắng của Djokovic cũng như là Programmer vào lúc này. Thấy ngăn cản và đó là bàn thắng dành cho AG. Park Ji-sung 2-0 dành cho Quý Duy. Dứt điểm và cú đá này khoảng cách còn xa hơn trước đó nữa. Một cú đá chân đưa bóng xuyên qua rất nhiều những cầu thủ áo trắng. Ronaldo 1-0 cho Quý Duy. Neves làm gì? Neves cú dứt đều một góc rất hẹp của Neves đã trừng phạt sai lầm và sự nóng vội của Quý Duy. Pele đối mặt Pele. Nụ cười đã nở trên môi của Disaster. Đường chuyền quá hay của Ivan Perisic. Dứt điểm từ xa, rút ngắn tỷ số đến từ Thanh Tùng và người đã ghi bàn là Clarence Seedorf. Đối phương dứt điểm vào. Rooney với cú dứt đề phía góc gần. Hungry và đó là bàn thắng có phần hơi muộn màng của Sandro. Tốc độ tay rất nhanh, Seedorf và đó cú dứt đề phía góc gần. 1-0 cho Trà Anh Duy. Beckham. Đó là bàn thắng dành cho Programmer và người đã lập công là Dennis Bergkamp. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Eusebio! Một tình huống dọn cổ của Karim Benzema. Và lần này thì không ai có thể khước từ bàn thắng của Minais nữa. Kevin De Bruyne! Rõ ràng đây là một bàn thắng rất nhiều cảm xúc của Dazo. Và hơn nữa, đó là bàn thắng để gỡ hòa trong một trận đấu rất nhiều cảm xúc nữa. Neves! Và sở trường của Neves đã được thể hiện. Một cú dứt đề. Eusebio! Và một đều! Vasquelia được chuyền vào! Đó là pha phản lưới nhà của Rijkaard. Và đó là Lewandowski! Và đó là sân của Golden Eagle! Cancelo làm gì đây? Eusebio và một đều cho Luigi. Angry và đúng là đã có một vụ nổ được kích hoạt với Dazo. 1-0 cho Golden Eagle. Đây quá nguy hiểm của Rodri. Benzema đó là Karim Benzema. 1-0 cho Luigi. Không ngờ là đến ván đấu cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay thì mọi thứ lại vỡ hòa cảm xúc đến như vậy. Một đều cho Golden Eagle. Hungry và 2-1 cho Golden Eagle. Đội còn lại hoàn toàn có thể bị tâm lý ghét Muller. Tiếp tục có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở trong cuối đầu với TC. Sheva dứt điểm và Tom Eusebio Ronaldo.
Roberto Baggio, Seba 2-0 rồi, và đó có thể sẽ là dấu chấm hết dành cho Vermis trong ngày thi đấu hôm nay. Cơ hội Ronaldo 2-0 dành cho Vermis, và lúc này thì thực sự là một gánh nặng tâm lý quá lớn dành cho Phan Lộc rồi. Điều chuyển tốt, Pele, cơ hội, dấu chấm hết dành cho Eki ở trong những giây đá bù giờ, và đó lại là disaster. Sở hữu được cú đá phạt góc đầu tiên ở trong trận đấu. Đã đâu? 1-0 cho sân. Chèo bóng vào. Tuyệt vời. 1-0 cho Djokovic. Thôi. 1-0 cho anh Bè. 0-3. Sự gục ngã và sụp đổ của Eki. Nhưng chiến thắng thì thuộc về programmer với Djokovic. Quyết định được đưa ra rất nhanh. Ronaldinho, Gullit, vẫn có Shevchenko. Vẫn còn Eusebio. Một hàng phòng ngự quá lỏng lẻo của Djokovic. Pele. Đó chính là Djokovic. Những bàn thắng đã làm nên thương hiệu của Tuấn Lê. Mbappe. Chiến thắng thuộc về Djokovic. Dennis Bergkamp, 1-0 cho programmer. Ronaldinho. Và tỷ số được cân bằng 1-0. Shevchenko, Shevchenko. Một đường trong khe bóng quá đỉnh của Ronaldinho. Eto'o. Cuộc chơi này vẫn chưa hề ngã ngủ. Cú DD của Eto'o đã đưa trận đấu này về vạch xuất phát. Bergkamp vẫn còn. Sự khởi đầu cực kỳ tuyệt vời của Sniper. Thôi xong. Kaka, Kaka đây rồi, Kaka. Trận đấu đã được đưa về vạch xuất phát. Này thì những Bergkamp 2-1 cho programmer ba. Lấy áo. 2-0, 2-0 cho Sniper. Đây rồi, Pele, Pele. Không thể khác được, đó là một cú ZD chuẩn xác tới từ Pele. Muller. Đó là tất cả những gì mà chúng ta cần cho trận đấu tranh ngôi vương để lật đổ ngai vàng của Broger. Nhưng không, Perisic đưa tỷ số lên thành 2-1 cho Disaster. Perisic, Perisic. Một bàn thắng đẳng cấp thế giới của Ivan Perisic, và đó là tác giả Disaster. Ronaldo, Mane. Eto'o phối hợp 1-2 với Pele và Eto'o. 1-0 cho Djokovic. Ronaldo, Gerd Müller. Ngay lập tức thì team Tom đã quay trở lại, và đó là kết quả 1-0. Kaka, Robert và Dede. Hai Maestro 1 Djokovic. De Bruyne, De Bruyne. 2-0 rồi. Những tình huống phối hợp ở trong khu 16-50. Kimmich, Müller, Ronaldo. Một cú đá tung nóc lưới của người ngoài hành tinh. Kevin De Bruyne, Kimmich 2-0. 2-0 dành cho Mesut, và cơ hội để cho Tip Tom có thể lật đổ được Programmer đang ở rất gần rồi. Đường chọc khe, Toni Kroos. Và 3-0, và nó hoàn toàn có thể cũng sẽ là 3-0 cho trận đấu này. Vẫn là những cái ồn đầy cảm xúc, và những nhà vô địch chúng ta chờ đón họ trở lại quá lâu rồi. Những thành viên của DH trước đây, và giờ đây là Tom, họ mới được tận hưởng cảm giác này, và họ sẽ thấy rằng mình cực kỳ xứng đáng cho chiếc vô địch hôm nay. Lee Harry thì vẫn rất uy tín ở vị trí xếp nước bộ cam, nhưng ngày hôm nay anh đã giữ đúng lời hứa, đó là xách chiếc khiên về dành cho Team Tom.